Xin chào anh chị và các bạn nhé, rất vui được gặp lại anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em nhé. Video ngày hôm nay thì em sẽ gửi tới anh chị và các bạn một cái món, đó chính là cái món cà tím xào với lại thịt băm nhé. Thì cái nguyên liệu để thực hiện cho cái món cà tím xào với lại thịt băm ở đây em đã chuẩn bị sẵn rồi. Với thịt thì em sử dụng ở đây là 150g thịt vai nhé, em đã xay sẵn ra đây rồi, để tí mình chỉ việc xào thôi. 4 quả cà tím này, một ít hành lá này, một ít lá tía tô này, một củ tỏi này và một củ hành tím này. Bây giờ thì em sẽ đi thái cái cà của em ra trước nhé. Với cà tím thì em cũng sẽ thái ra, cắt bỏ đi cái phần đầu của nó. Để mà cái cà của chúng ta thái ra nó không bị thâm đấy thì em đã chuẩn bị sẵn một thau nước rồi. Sẽ cho vào đây một thìa muối nhé. Bắt thêm vào đây hai quả quất nữa. Để giúp cho cái cà của chúng ta nó sẽ không bị thâm. Với phần hành lá thì chúng ta cũng đem thái nhỏ ra. Tía tô chúng ta cũng thái nhỏ ra nhé. Hành tím thì mình cũng đem thái ra. Với phần tỏi thì mình cũng đem đập dập và thái nhỏ ra. Bây giờ thì em sẽ tiến hành xào cái phần cà tím của em nhé. Em sẽ cho vào đây một ít dầu ăn. Tiếp theo sẽ là cái phần hành tím nhé. Tỏi băm nữa. Sau đó em sẽ cho cái phần thịt băm của em vào nhé. Em sẽ cho vào đây một thìa hạt lêm nhé. 1/2 thìa nước mắm, 1/2 thìa nước tương, 1 thìa dầu hào nhé. Sau đó anh chị sẽ cho phần cà tím vào cho em nhé. Cuối cùng khi cái cà tím của chúng ta đã được rồi thì anh chị và bạn cho em phần tía tô vào, cộng với lại cái phần hành lá vào nữa nhé. Vậy này em đã hoàn thành xong cái món cà tím xào với lại thịt rồi, rất là ngon. Anh chị và các bạn cùng em thưởng thức cái món này nhé. Này mọi người. Cùng với cái thịt băm nhé.
Như vậy là video của em đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video của em nhé. Nếu cảm thấy video của em hữu ích thì nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.